Em chào, kính chào quý thính giả của đài Nét Việt TV. Hôm nay thì em chào sẽ nói về phần nước hyaluron và collagen của hãng Pha Cha Ben có 40 năm qua, và hãng này rất là uy tín, và phía sau còn có dược sĩ Thu Thảo đại diện, và hôm nay thì cũng có dược sĩ Thu Thảo đang ngồi đây sẽ giải thích cho quý vị. Và thì Angel chào chị Thu Thảo. Thu Thảo xin mến chào Angel. Thu Thảo xin mến chào quý khán thính giả thân thương của đài Net Việt TV. Chị Thảo biết đó là thì mấy tháng qua là ở tiệm Angel Beauty ở trong khu Grand Century Mall thì rất là nhiều quý khách đã xem qua đài Net Việt TV là đài 1.6, thì rất là nhiều quý khách đã đến tiệm, hiện giờ là đang mua nước hyaluron collagen, và cũng rất là nhiều quý khách đã trở lại chị Thảo để mà mua thêm rồi uống rồi còn khen nữa. Thì em chỗ thấy là hiện giờ là rất là nhiều quý khách là khen là nước collagen hyaluron này là nó giúp cho người ta rất là khỏe, rồi giúp cho người ta da dẻ hồng hào, rồi còn được mọc tóc nữa. Đa số chị Thảo biết không, là khách của Angel là ai đến cũng than phiền là tóc tôi sao rụng đi đâu hết rồi, rồi da thì bị nám đồ đủ thứ. Nhưng mà dạo này thì em thấy rất là nhiều quý khách cũng vui, bởi vì người ta nói là uống cái này mỗi ngày một chai thì nó rất là nhanh làm cho da người ta hồng hào, rất là nhanh đẹp hơn là mình dùng kem á chị Thảo. Thì bởi vì á là em chờ cũng thấy ở trong cái nước collagen hyaluron này á là nó rất là hay á chị Thảo, là đặc biệt là nó có cái hạt chai là hạt thơ, thì hạt chai là nó giúp cho mình á là da trắng, rồi còn không có bị rụng tóc nữa, rồi còn có vitamin C thì tới 1.000 mg. Đặc biệt đó là vitamin C 1.000 mg, thì vitamin C là chống lão hóa phải không chị Thảo, Dạ đúng. rồi chống cảm cúm nữa, rồi còn có B7, đặc biệt là B7 rất là nhiều quý khách thích, đó là làm cho tóc người ta không có bị rụng. Tại vì là em chờ cũng lúc xưa em chờ rất là nhiều tóc á chị Thảo, tối ngủ là một bên tóc ngủ riêng, người ngủ riêng nữa đó, tại vì tóc rất là nhiều. Nhưng mà một ngày nào đó mình lớn tuổi, mình bị bệnh, uống thuốc trụ sinh thì nó rụng đi hết rồi, nhưng mà mình uống thêm những cái như là những cái thuốc mọc tóc á thì thấy nó không có rụng nữa. Nhưng mà dạo này á em chờ rất là thích uống cái nước hyaluron collagen này, bởi vì mình không có mệt á chị, Dạ. giúp cho em không có mệt, rồi còn được khỏe mà da nó đẹp và tóc cũng đẹp nữa, cho nên em rất là thích. Nhiều người khách đến nói sao và tóc rất là nhiều. Thì còn collagen hyaluron em mời chị Thảo giải thích cho quý vị. Dạ được. Thì cảm ơn Angel đã chia sẻ cái sản phẩm này đến cho quý khán thính giả ở trên vùng Bắc Cali, mà phải nói rằng là với cái công ty ưu tú và uy tín này từ Nhật, Fine Japan, thì Thu Thảo đứng ra đại diện cho họ. Lý do là họ có hỏi, và đồng thời Thu Thảo đã nghiên cứu qua trong suốt hơn 6 tháng qua và đã uống thử, rồi đồng thời là cho những khách hoặc là bạn bè, người thân và bệnh nhân của mình trong nhà thuốc tây bào chế trên lot uống thử, thì ai cũng thích và trở lại. Cũng giống như là lời chia sẻ của Angel, là rất là nhiều quý khách trở lại và thấy được cái sự hiệu quả trên cái chai collagen, hyaluron collagen này. Thì đặc biệt những cái thành phần ưu tú trong đây là sao? Thứ nhất là nó có hyaluronic acid, là nó vừa giúp cho làn da của mình mịn màng, rồi đồng thời là khớp xương chất nhờn trong những cái xương khớp của mình nó được thêm những cái chất nhờn. Rồi collagen là loại collagen của marine, của cá, loại 1 và loại 3, để mà tương đương với lại cái collagen cho làn da của mình, và hữu hiệu khi mà mình uống vô. Rồi hạt pearl, là đây là cái độc quyền trademark của công ty Fine Japan, mà quý vị sẽ không kiếm được ở đâu. Là thứ nhất, như Angel nói, thứ nhất nó giúp cho đường ruột bao tử. Thứ hai nữa là mới đây Thu Thảo gặp được ông CEO của Fine Japan, và ông ta nói là mỗi một ngày ông ta uống cái hạt pearl koi thêm vào cái chai collagen để mà phòng ngừa bệnh đường ruột, polyps trong colon của ông ta, rồi giúp cho là mụn không có bị acne, rồi giúp cho trắng da. Đó là ba cái
ưu tú của cái thành phần pearl koi extract này mà chỉ có công ty Fine Japan có thôi quý vị. Rồi ngoài ra là cái elastin và biotin là rất tốt cho móng tay và cho tóc. Rồi ceramide là nó tốt cho da. Do đó những cái thành phần ưu tú mà đồng thời cái thành phần quan trọng là vitamin C mà Angel vừa nêu ra cho quý vị là thứ nhất nó vừa là chống lão hóa, nó vừa là antioxidant giúp cho những cái tế bào của mình không có bị già nua nhanh, và đồng thời là nó hữu hiệu, nó đi đúng với cái công thức của cái sản phẩm Hyaluron Collagen này. Do đó Thu Thảo nghĩ rằng là với một cái chai Hyaluron Collagen mà mình uống mỗi một ngày để mà giúp cho thứ nhất là sức khỏe của mình, thứ hai là cho làn da và những cái nếp nhăn á, thì quý vị sẽ thấy là nó nâng lên sau một tháng uống, đúng không Angel, những người khách trở lại? Đúng chị Thảo. Thì nói chung là hiện giờ là rất rất là nhiều quý khách đang thích nước collagen hyaluron của hãng Fine Japan. Và thì chị Thảo cũng biết là tháng này Angel đã order đến 2-3 lần, mà mỗi lần order rất là nhiều. Mà vui nhất là nhiều cái khách đến mua, tại vì là mua 3 hộp tặng 1 hộp mà giá chỉ có 89 đồng thôi. Mà mua 3 hộp tặng 1 hộp thì 3 hộp như vậy tặng 1 hộp, nhưng mà mua 5 hộp được tặng 2 hộp thì đa số khách mua tới 5 hộp tặng 2 hộp thì nó cũng rất là nặng đó chị. Wow. Cho nên nhiều khách em thấy ai cũng khiêng khiêng ra, em cũng thấy vui, nhưng mà người ta nói khiêng thì nó nặng nhưng mà uống vô nó khỏe thôi, kệ cũng khiêng. Dạ rất là khỏe chị Thảo. Dạ đúng, phải nói rằng là đối với Thu Thảo là mỗi một ngày phải có một chai, và Angel và Thu Thảo tí nữa sẽ uống trước mặt quý vị cho quý vị thấy rằng là hai chị em chúng tôi nói là thiệt là phải làm thiệt. Đồng thời với cái sản phẩm Hyaluron Collagen này do Dr. J Natural đại diện công ty và endorse, thì phải nói rằng là với cái cương vị là một người bác sĩ dược khoa thì Thu Thảo thường thường là phải đi theo công thức. Do đó khi mà quý vị muốn có một cái kết quả tốt thì sắp sửa là mùa trời nắng lên rồi ánh nắng mặt trời, do đó Thu Thảo khuyên là quý vị hãy nên đến Angel Beauty để lấy có được một chai collagen sunblock cho da và cho cổ. Đây là chai collagen ưu tú đầu tiên mà Thu Thảo nghĩ là trong thị trường chỉ có một trong hai. Là tại vì sao? Tại vì Thu Thảo bào chế ở trong nhà thuốc Tây cho những bác sĩ chuyên về da, thì cái formula này rất là đặc biệt, và quý vị có thể đến Angel Beauty để được một cái chai sample nhỏ cho quý vị thấy được rằng là kem chống nắng mà có collagen cho cổ và cho mặt là tốt như thế nào. Rồi đồng thời với cái sản phẩm mà Thu Thảo bào chế ra mà đã bán chạy trong suốt hơn 5 năm qua là cái chai Simple Detox. Để sao? Những quý vị nào mà chưa có cơ hội thử qua thì Thu Thảo khuyên là hãy đến Angel Beauty để mà quý vị được thử một chai sample 7 viên tặng cho quý vị. Nếu những ai chưa thử qua, còn những ai đã thử qua rồi thì biết được cái kết quả rất là ưu tú và hữu hiệu. Để sao? Khi mà bác sĩ, một bác sĩ giỏi chuyên về đường ruột, ông ta là người Nhật, bác sĩ Senya, thì ông ta nói rằng là mọi sức khỏe là liên quan tới bao tử và đường ruột. Do đó nếu bao tử, đường ruột, thận, gan của mình là những bộ phận cần phải sạch sẽ để mà nó hấp thu những cái thức ăn, những cái dinh dưỡng, những cái nutrients, mineral trong những thức ăn, nước uống hoặc là những cái dược thảo mà mình uống vô. Do đó nếu mà mình không có tẩy độc hoặc là mình không có làm cho cơ thể của mình được tốt, được nhuận trường với cái chai Simple Detox thì quý vị sẽ không có hấp thụ được cái chai collagen được nhanh và lẹ. Dạ. Thì mình không còn thời gian nữa, thì bây giờ mình dùng cái chai này để mình uống cho quý vị biết là mỗi ngày mình chỉ cần mình uống một chai này thôi. Thì trong 3 tháng đầu thì mỗi ngày mình uống một chai. Tại vì có rất nhiều quý khách mà người ta không có thời gian á chị Thảo, người ta rất là bận rộn, thì Angel thấy chỉ cần ngày mình uống một chai vậy thì nó cũng giúp cho mình có được nhan sắc rất là đẹp, và tóc tai cũng không có bị rụng, rồi không có mệt mỏi. Sau 3 tháng đó thì mình không cần phải uống một chai nữa, mà chỉ cần mình uống là một tuần có thể 2-3 chai. Dạ, rất là tiện á chị Thảo. Và mình không còn thời gian nữa, thì bây giờ mình uống để cho quý mình khách thấy. Mình chúc cho quý vị một sức khỏe tốt, và mình chúc cho quý vị
có một ngày vui vẻ bên người thân yêu của mình. Và Angel cũng chúc quý vị là uống nước collagen hyaluron này được trẻ khỏe đẹp mãi. Đó quý vị, uống rất là ngon. Và mình có thể dùng thêm nước, mình uống thêm lại. Dạ, Angel chào chị Thu Thảo. Và cảm ơn chị Thu Thảo rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị thật là nhiều năm qua đã ủng hộ cho tiệm Angel Beauty trong khu Rensselaer Mall. Và số phone của tiệm Angel là 408-417-8638. Và Angel lúc nào cũng đón chào quý thính giả đến tiệm Angel. Và Angel làm việc 7 ngày một tuần. Và lúc nào cũng hân hạnh và đón chào quý thính giả đến tiệm Angel Beauty.